Chào tất cả anh em nha. Hôm nay hai anh em mình đi giao lưu với cái này các bạn. Nói chung đào cũng xong rồi. Cái kỹ thuật bó bầu thì bữa trước clip trước đó các bạn đã giới thiệu qua rồi nha. Cái cây này đào hơi sâu. Thì hoàn toàn mã đào cũng xong hết rồi các bạn. Mình quay xa xa các bạn coi cái cây này nha. Tổng thể cây cũng cao to các bạn. Tàn lớn á. Bây giờ thì mình cắt tia sơ lại các bạn. Cắt tia sơ về mình trồng luôn. Cái này cũng đang ngâm cứu rồi, không biết trồng ở ngoài đất luôn hay là trồng vô chậu. Cái này ở trước sân của một cái nhà ông chú gần, còn cách nhà vài cây số các bạn. Tàn cũng tầm tầm 4 mét các bạn. Tàn lớn á. Cái này nó tính ra là chôn sâu rồi. Cái này biết không, cái này mà các bạn mà đi giao lưu những cái này á, thì đầu tiên nó là cái đất trong cái đây không, thì mình thấy gốc rất lớn, thì không biết các bạn gặp với mình gặp nhiều rồi, thì mình hỏi chủ nhà thì chủ nhà nói là chôn cỡ bao nhiêu năm là biết gốc nhỏ lại rồi. Mình hỏi mồi nha. Những cây như thế này thứ nhất là nó hai thân này, thứ hai là nó bị sâu sâu quá thì dưới nó sẽ tốt lại, nhưng mà dưới đây cũng có cái bộ đế lại. Thứ nhất á, mình nói cái thuật đào cây này á, thì phải đào cái này. Mình phải lấy hết đất ha, đất chôn tới đây nha. Các bạn đừng lấy bầu thẳng xuống này, nhưng mà các bạn mồi hết. Mồi hết đất xuống tới đây. Rồi các bạn mới bắt đầu lấy bầu nha. Các bạn không biết lấy bầu từ thế này nó to lắm nha, nó sâu hoặc là mình lấy không nổi đâu. Như đó là những bạn mới đào, còn mấy bạn mà này nhưng mà thường xuyên thì mình không nói ha. Cho nên là nhiều bạn không biết cái đào thẳng xuống này cái bầu rất lớn mà để thì không có. Cho nên mình phải lấy hết tại đây. Chừng nào mình thấy bồ đế nha các bạn. Khi đào mình thấy bồ đế nha. Mình môi hết ra. Sau cửa nào mình cứ thấy bồ đế mình mới lấy bầu. Lấy bầu để nằm tắt kẹt dưới đây. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là cây này mình khi mình đi mua mà không thể mua giá cao được. Tại vì hai thân này, thứ nhất. Thứ hai là nó bị tốt đế nha các bạn. Nó trông sâu quá thì cái bồ đế nó xấu. Cho nên là không thể nào mua giá cao được. Mua giá cao là nó đúng giá trị của cây. Tuy là nhìn ở trên nó đẹp. Cho nên là các bạn chú ý khi mà mua cây thì chú ý vậy nha. Cái giá nó cao lắm, mấy cái này giá cao mình mua không có được. Nên giá cũng vừa phải mình. Cho nên là đó là cái cây. Còn bây giờ là đây đào hết rồi, mình bó bầu bằng lưới hết rồi như thế này. Mình xong hết rồi. Bây giờ mình tiến hành cắt tỉa thôi. Cái đây thì mình giữ nguyên tàn nha, không có làm cái phôi tàn nha. Nó không có đẹp, cho nên mình cứ làm cái phôi. Mình giữ nguyên tàn mình cho tàn luôn. Không, bây giờ mình tiến hành cắt. Nhưng mà tỉa sơ lại các bạn. Tỉa tàn các bạn. Tỉa tàn lại cho nó gọn gọn lại. Sau khi mình đào thì cái tỉa tàn quan trọng lắm. Tỉa tàn thì để cho nó khỏe cây. Cây này chôn quá sâu rồi. Đào như cái giếng luôn. Nếu mà muốn tỉa thì mình leo lên mình tỉa cũng được, hoặc là mình đi xuống đây nữa. Nói chuyện xa anh em coi dễ ha. Cái này tàn cũng đều các bạn, cũng được.
Đấy, đấy, nhiều người tốt thì cây. Chỗ này cây nó khỏe hơn. Cho nó ngã xuống lại, tỉa cho nó dễ. Tại đào xong hết rồi. À, xuống thấy to ghê. Mình quay anh em coi cái lúa này ha. Anh em coi nó dễ chứ không? Làm sao cho nó tan nó tròn đẹp lại. Đó, mình quay cái góc này nó xa này các bạn, nhìn nó dễ này. Nhìn tổng thể thì cây mai từ cái góc mà lên tới cái thân trên đó, lên tới cái đoạn mà ra tàn 2 mét các bạn, 1 mét mấy á, nên cây mai này chỉ làm bóng mát thôi các bạn. Cây bonsai thì không được rồi, nhưng mà anh em nghĩ là cũng giữ lại cái tàn đó. À, rất nhiều. Cây mai này còn bông nhiều lắm ạ, hạt nó thành hạt, chưa còn rụng, chưa rụng hết luôn, quá nhiều hạt luôn. Bạn toàn mà sẽ tia hết những cái nhánh không cần thiết các bạn, để mình trồng lại cây mai nó phát triển tốt hơn. Nhà ông chú đó là sát đường cưới cái luôn các bạn. Cái mai mặt sát đường. Còn rất sạch. Trái. Nhiều trái. Cái này nó do chuồng dưới đất các bạn, nên cái đê dưới các bạn thấy không? Nó bị tốt lại. Nhìn coi nó không có giá trị. Nhìn cái góc này các bạn, may cái tàn ghê thật, to phết đấy.
mai nhiều hột quá thu hoạch thêm luôn lại được cũng gần ký không ạ. Sao ông giàu lắm cho bán mà. Ông bán mà ông tất cả chúng ta không không bây giờ kêu là lên coi thế rồi anh em mình sẽ lên coi thôi có bự mà. Lệch lá sạch trơn luôn các anh em ơi. Về toàn cho nó dễ sống nha. Lệch lá trụi luôn rồi.
Cái này về mình để nguyên bầu trồng nha bạn, trồng dưới đất luôn á. Thôi clip này chắc mình xin tạm dừng tại đây các bạn. Hẹn gặp lại các anh em trong các clip tiếp theo nha.